con xã mình đâu bên không. Khách đem xong mà không biết của ai luôn. Ở khách khách nó quay luôn chứ không? Không biết của ai luôn. Người xa lai mẹ em đi lên em xã bên. Chứ đồ rẻ về nhiều lắm nè. Có hàng mới luôn, hàng hot luôn á mà quên lắm mình. Đồ buồn quá. Ủa chưa gửi đâu. Tại vì bữa em dặn chị hình như để tới cuối tháng mới gửi mà phải không? Mà chị chưa gửi mà. Lên nha mọi người, xe lên nha. Lên em đem xe mình đâu quên. Dễ hôn lắm.
cá luôn không rộng. 45.000 có mấy cá thôi. Chất Quảng Châu nha mọi người. Hàng này hàng Quảng Châu luôn á. Rất là xịn sò nè. Ai lấy áo chụp áo. À bữa nay vắng quá vậy. Quần ngố 75.000 mới xe cho mấy chị còn 60 nha. Quần ngố màu. Trời ơi, nó có hình đỏ mặc chung với cái quần màu đỏ lên là quá đẹp. À, cái này là lẻ nha mọi người, em tự phối á. Chứ không phải là nguyên bộ đâu. Đây bữa nay có gì đập cái khóm nè. Quên hết hình của họ, bữa giờ khách hở quá trời đập cái khóm. Đập cái khóm 102.000, siêu dễ ô luôn. Bữa giờ đang hót quá trời. Ngày nào cũng có khách hở chân. Tầm chén khóm nè, lấy chút em 102. Tầm khóm 102 nha, có một mạng mà. Mà đang hết nè. Ai đập khóm chứ đập khóm nha mẹ. Tầm cái gô khóm 102. Đang mặc có màu khác không? Cô có thể chạy dạo quần có nhiều màu lắm. Có màu hồng nè, màu hồng, màu tím, màu cam, màu xám, màu đen với màu đỏ, nhiều màu đó. Em còn 6 màu, hồng, tím, cam, đen, xám, đỏ. Cho em coi là màu khác được không? Quần nó hở hay là gì? Quần nó, dạ vô chị, cái này hả? 60kg rạng vừa nữa, rất là co giãn. Em có 40kg mà em mặc giống đẹp, mấy chị khác coi 60kg mặc giống được. Ai lấy quần chút quần giùm em ha, xem cho mấy chị quần 60. Sơ mi hồi nãy hả, chị mở quần nhiều màu. Cho chị đen xám vậy, ok chị không được chưa. Thank you.
cái xanh này kêu bằng xanh xạo cũng hoa ha, hồng gì đó, kêu đại giùm em đi. Xanh xạo cũng được, nói cho dễ nha. Form rất là rộng luôn. 32.000 xanh xạo nè. Đỏ có con cá nè, trắng khóm, và cái này là xanh dương. Đó, ai lấy chứ em? Đúng M luôn á.
đánh bằng giá vốn luôn rồi đó. Xanh dài cho tiên mà.
còn một cái xanh lít trên lòn nè, xanh lít trên lòn với một cái xanh tay dài. Ủa chị xanh tay dài đâu? Ủa chị có comment hả? Nó mới ẩn hay vậy? Ờ chị kêu nhé. Xếp bộ, xếp bộ.
65.000. Bộ ngố này form bự nha, 60kg lại vừa luôn đó. Form siêu bự, à bộ chút bộ, 65. Bộ ngố 65k. Áo có bao
cái thôi. Ai lấy nam chút nam giùm em, đỏ nên là đỏ đô nha. Áo nam thì chị ốc. Thank you.
cái áo chùa mặc lên form quá đẹp luôn. Tóc gì đâu mà tóc con quá trời. Ai có sọc trắng này với sọc nâu 45 gì? Ai lấy chốt thì đi. Thank you.
chị hai á đó, còn một đen rồi nữa chị. Em chỉ còn một đen à. Váy này cho chị Châu nè. Đó thì tại vì ta thả rẻ em mới hốt á chứ. Bữa hỏi bên nhà sĩ là 55.000 em đâu có lấy đâu. Tại giờ ta xả rẻ mới lấy á. Ngọt nha, làm đây thì cho hôn gian mà.
con cho Bảo chân. Mọi người ơi,
về Bình Phước vậy? Phong nó là Phong già bình thường. Đâu thấy Mẫu có màu nâu đâu. Mẫu của nó chỉ có màu đen thôi mà. Đâu thấy màu nâu đâu. Hay là chị đi, đi sao hồi đại ta chị không thấy màu đen à, màu nâu. Ông ơi chị đánh sửa cái. Thank you.
làm bí thì kém rồi. Áo da xanh màu trắng là 40 ngàn. Da xanh màu trắng của cô Zip áo này là hàng shop đẹp hơn cái loại của họ bán 7 năm luôn. Trắng cho mình thì phụng. Có một cái đỏ nha. Có lẽ là lấy đỏ này là giống cái áo trà xanh luôn á. Mà sao cái mẫu này nó là mẫu nơ. À đỏ nơ chứ không em đi. Đỏ nơ 35 ngàn. Đen với đỏ.
3D dễ hơn á, là 65.000 luôn đi. Bộ 3D quần đùi nha, siêu co giãn, 65k. Ai lấy bộ chút bộ 3D, cái này là 60kg là vừa luôn. Bộ này có một bộ duy nhất 65.000. Thank you.
chứ còn mã này à. Mã cao này 155, sao cho mấy chị còn 120 nè. L xám nha, xám L ai lấy trước nha. Xám L. Ôi trời, chỗ lâu mấy gì vậy? Hôm trước bữa nay nó lại trùng lên rồi. Kiểu có mấy áo kiểu mà có bầu đó, rồi áo thun nó mới cho chữ like, nó chắc là mã like quá. Like bộ đồ nha. Ôi làm hoa dẹp ly miếng nặng đâu vậy trời, làm hoa dẹp ly phải không? Bộ chung bộ 65.